Đây là chương trình học từ ngữ căn bản tiếng Pháp trình độ A2. Trong bài số 7, chúng ta sẽ học về cách chăm sóc sức khỏe của mình để chữa lành khi chúng ta bị đau ốm hay là bị thương. Se soigner là tự chăm sóc bản thân mình, guérir là để chữa lành một căn bệnh. Ở trang đầu tiên của bài 7, chúng ta thấy một cái cảnh nói chuyện giữa hai người. Một người bên tay trái là một người bán thuốc, ông dược sĩ, và bên phải là một khách hàng, một người bị đau ốm. Và chúng ta hãy nghe CD số 23 để xem câu chuyện giữa hai người này, họ nói những cái chuyện gì. 7. Observez. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui. Je viens de chez le médecin. Voici mon ordonnance. Merci. Alors, une boîte d'antibiotiques, deux tubes d'aspirine, une bouteille de sirop contre le mal de gorge et du spray pour le nez. Oh là là, vous avez un mauvais rhume, vous? Oui, c'est ça. Vous avez une assurance maladie, monsieur? Oui. Tenez, voici ma carte vitale. Merci. Ça fait 3,50 €, s'il vous plaît. Chúng ta vừa nghe những câu trao đổi giữa người bán thuốc, ông dược sĩ và một bệnh nhân là khách hàng. Và đầu tiên chúng ta thấy có tiếng chuông reo. Tất cả các cơ sở thương mại bên Pháp, họ đều có cái cửa kính đóng lại để ngăn khí lạnh, bởi vì bên đó là khí hậu của xứ lạnh, và cũng để ngăn tiếng ồn và để cho được vệ sinh. Và khi có một người khách hàng đẩy cửa vào thì tự động có một cái tiếng chuông leng keng để cho người chủ của cơ sở thương mại biết là có người vào. Và ông dược sĩ nghe tiếng tiếng chuông leng keng ở ngoài cửa thì chào, bonjour monsieur, je peux vous aider, xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì? Thì người bệnh nhân nói, oui, je viens de chez le médecin, voici mon ordonnance. Động từ venir là đến từ chỗ của bác sĩ, và đây là toa thuốc của tôi. Tức là ông này vừa mới đi khám bệnh ở một y sĩ, một bác sĩ, và được bác sĩ cho một cái toa thuốc, ordonnance. Và bây giờ tới đây để mua thuốc thì nói là je viens de, tôi đến từ chez le médecin, je viens de chez le médecin, voici mon ordonnance, và đây là toa thuốc của tôi. Ông dược sĩ coi toa thuốc thì đọc lên ở trong cái toa thuốc, merci, nhận lấy toa thuốc thì cảm ơn. Alors, now, une boîte d'antibiotique, antibiotique là thuốc trụ sinh, thuốc kháng sinh, deux types d'aspirine, hai tuyếp thuốc aspirin, une bouteille de sirop contre le mal de gorge, một chai sirop tức là thuốc nước để chống lại, để chữa bệnh đau cổ họng, mal de gorge, et du spray pour le nez, spray là thuốc xịt. Và chúng ta ấn cái nút vào thì nó ra một cái khí dung để nó tỏa vào trong cái cơ quan mà chúng ta cần, chẳng hạn như là mũi hoặc là miệng, cổ họng. Oh là là, vous avez un mauvais rhume, vous. Trời ơi, ông bị cảm nặng quá. Ông ta nhìn cái toa thuốc này thì thấy là bị cảm rất là nặng. Oui, c'est ça, đúng rồi. Và chúng ta thấy cái thân hình của người này, chúng ta thấy cũng bệnh khá nặng. Đang thời tiết như thế này, ông dược sĩ thì không có mặc quần áo gì lạ hết, mà ông này ông quấn đầu, quấn cổ rồi che đầu rồi mặc áo lạnh. Ông ta đang bị cảm. Bác sĩ hỏi tiếp, ông dược sĩ hỏi tiếp. Vous avez une assurance maladie, monsieur? Ông có bảo hiểm về sức khỏe hay không? Bảo hiểm y tế hay không? Oui, có, tenez. Tenez tức là mình chìa ra một cái gì để cho người kia cầm lấy. Xin thưa đây, voici ma carte vitale. Đây là cái thẻ vital của tôi. Merci, ça fait 3,50 €, s'il vous plaît. Tất cả tổng cộng phải trả là 3,50 €. Và bây giờ chúng ta hãy coi cái carte vital và cái chữ spray là cái gì. Đây là hình ảnh của một cái thiết bị spray. Trước khi chúng ta ấn vào đây thì nó tỏa ra một cái khí dung, một cái làn khí. Đây là một cái bộ phận gì đó, chung chung chúng ta không cần biết. Và đây cũng vậy, đây là một cái lọ rất là đơn giản. Chúng ta cho dung dịch vào trong này và chúng ta lấy tay chúng ta bóp cái cần này thì một cái làn nước, một cái khí dung nó sẽ phát ra. Và bên dưới là hai cái spray ở trong. Thứ nhất là ở trong mỹ phẩm. Đây là spray để làm cho tóc nó phồng lên và nó giữ nếp. Những người nào mà tạo dáng tóc đó, thì thường thường mua cái này xịt vào tóc và tóc nó sẽ phồng lên và nó giữ như vậy, nó không có bị chao đảo, nó không có bị rối loạn lên.
Và đây là cái spray để xịt vào mũi mà người và cái ông dược sĩ đã bán cho cái người bệnh nhân. Air spray nez bouche, bị nghẹt mũi thì chúng ta lấy cái này chúng ta xịt vào mũi để cho nó hết nghẹt mũi. Và bên dưới chúng ta thấy cái thẻ Vital mà người bệnh nhân đưa cho ông dược sĩ. Carte d'assurance maladie Vital. Vital là tên của một cái thẻ này thôi. Còn cái thẻ của nó là thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh tật, bảo hiểm sức khỏe. Và đây nó có cái con chip để cho người ghi tất cả các thông tin. Và dưới này là các cái con số, đây là các con số ảo, không có đúng sự thật. Và chúng ta hãy coi cái carte Vital là gì. Carte Vital được cấp cho mọi người kể từ 16 tuổi trở lên bởi Quỹ Bảo hiểm Xã hội. Khi chúng ta làm các thủ tục thì cái Quỹ Bảo hiểm Xã hội sẽ cấp cho tất cả các công dân Pháp từ 16 tuổi trở lên. Và thẻ này cho phép chúng ta trả tiền mà không có cần tiền, không có cần giấy gì hết. Có nghĩa là tránh dùng các cái giấy đi khám bệnh. Ở đây chúng ta dùng chữ feuille de soins. Ở bên Pháp, ngày trước khi chúng ta đi khám bệnh thì bác sĩ sẽ cho một cái feuille de soins, kèm theo đó là một cái ordonnance để đi mua thuốc. Với cái feuille de soins, với cái giấy đi khám bệnh này thì chúng ta tới cơ quan bảo hiểm xã hội để chúng ta làm các cái thủ tục để được rembourser, để được bồi hoàn lại tiền. Nhưng bây giờ với cái thẻ này thì cái hệ thống nó trở nên hiện đại hơn. Chúng ta không cần các cái loại giấy tờ đó, người ta gọi là remboursement dématérialisé, được trả tiền mà không cần các cái giấy tờ, các cái sổ sách giấy tờ gì hết. La carte Vital ne comporte pas d'informations médicales, mais seulement des éléments d'ordre administratif nécessaires au remboursement des soins. Cái thẻ này, trong cái thẻ này, cái con chip này nó không chứa đựng các cái thông tin về sức khỏe, mà nó chỉ chứa đựng các cái thông tin về hành chính, tên tuổi, địa chỉ và các cái số bảo hiểm, tất cả những cái gì để cho người ta có thể tiến hành cái thủ tục bồi hoàn tiền, và không có chứa các cái thông tin về sức khỏe. Và đây gọi là carte vitale. Và sau khi đã tìm hiểu, giải thích cái nội dung của cuộc nói chuyện giữa hai người, ông dược sĩ và bệnh nhân, bây giờ chúng ta hãy nghe lại cái phần nghe 23 này một lần nữa để chúng ta có thể trả lời các câu hỏi ở bên dưới. Leçon 7, page 47. Observez. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui. Je viens de chez le médecin. Voici mon ordonnance. Merci. Alors, une boîte d'antibiotiques, deux tubes d'aspirine, une bouteille de sirop contre le mal de gorge et du spray pour le nez. Oh là là, vous avez un mauvais rhume, vous? Oui, c'est ça. Vous avez une assurance maladie, monsieur? Oui. Tenez, voici ma carte vitale. Merci. Ça fait 3,50€, s'il vous plaît. Như vậy, với cái carte vitale này thì người bệnh nhân chỉ trả có 3,50€ cho cái số thuốc mà người đó mua. Và cái số này biểu hiện khoảng chúng ta được bồi hoàn khoảng từ 70-80%. Vì con số này chỉ là con số 20%, mình phải xuất từ tiền túi của mình ra. Và sau đây chúng ta hãy trả lời các câu hỏi để có thể hiểu cái phần đối thoại bên trên. Répondez, các bạn hãy trả lời. Và khi trả lời thì chúng ta coche vào cái đáp án đúng. Câu thứ nhất, où se passe la scène? La scène là cái hoạt cảnh, cái cảnh, cái chuyện mà hai người này nói chuyện với nhau như thế này gọi là một scène, một cái cảnh. Và cái cảnh này diễn ra ở đâu? Thứ nhất, đáp án thứ nhất, chez le médecin, ở trong phòng mạch. Đáp án thứ hai, à la pharmacie, ở một tiệm thuốc Tây. Và đáp án thứ ba, à l'hôpital. Vậy chúng ta thấy rõ ràng là diễn ra ở trong một cái tiệm thuốc Tây. Bởi vì chúng ta thấy cái ông này, ông bán thuốc và có cái tủ rất nhiều thuốc, à la pharmacie. Câu hỏi thứ hai, l'homme donne au pharmacien, cái người mà áo trắng là ông dược sĩ, pharmacien, và người bệnh nhân đã đưa cho ông dược sĩ cái gì? Đáp án thứ nhất, un certificat médical, một giấy chứng nhận sức khỏe. Đáp án thứ hai, une carte d'identité, một cái căn cước công dân. Số 3, une ordonnance. Như vậy, đây là đáp án 3, người bệnh nhân đã đưa cho ông dược sĩ một cái toa thuốc, une ordonnance, để có thể đi mua các cái loại thuốc mà bác sĩ đã kê ra.
Câu hỏi số 3. L'homme a un rhume. Người đàn ông đi vào mua thuốc, bị cảm, a un rhume, hay là a la grippe, hay là bị cúm, hay là a une allergie, hay là bị dị ứng. Thì người bệnh nhân đã nói trong dược sĩ là tôi bị cảm, un rhume. Bài tập kế tiếp, associer comme l'exemple. Chúng ta hãy liên kết giống như là ví dụ đã làm. Và on utilise aspirine pour la fièvre. Đây là cái ví dụ. Aspirine thì phải dùng khi mà bị sốt, la fièvre. Vậy người ta liên kết chữ aspirine với lại la fièvre. Và bây giờ chúng ta sẽ có những cái chữ khác. Chữ thứ hai là une ordonnance. Một cái toa thuốc. Một cái toa thuốc thì chúng ta dùng để chúng ta đưa cho, để chúng ta đi mua thuốc. Pour pouvoir acheter des médicaments. Chữ thứ ba là un spray. Un spray là một cái thuốc mà nó tỏa ra cái khí dung đó, thì chúng ta dùng để xịt vào mũi, lên nê. Và chữ thứ ba, un sirop. Sirop chúng ta dùng khi chúng ta đau cổ họng thì chúng ta uống sirop, tức là một loại thuốc nước. Sau đây là khá nhiều từ ngữ chuyên môn chúng ta cần nhớ, memorize. Các bạn hãy ghi vào ký ức của các bạn. Đây là các danh từ thuộc về các cái nghề nghiệp y tế, profession médicale, các nghề nghiệp để chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất là le dentiste, nhà sĩ. Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Khi người ta đau răng thì người ta đi tới nha sĩ. Ở đây chúng ta để ý đau răng, người ta luôn luôn dùng chữ răng ở số nhiều. Les dents, dents là một danh từ feminine. On a mal aux dents. Khi người ta đau răng thì người ta đi tới nha sĩ. Và khi chúng ta đau một cái răng thì chúng ta cũng dùng chữ avoir mal aux dents. Pour soigner ou enlever une mauvaise dent. Để được chăm sóc hoặc để lấy đi một cái răng hư, một cái răng xấu. Enlever là chúng ta gọi là nhổ răng, bạc cái răng. Ví dụ như vậy, si on enlève ou on arrache une dent, nous n'en avons plus 32, mais 31, 31. Ở đây chúng ta nói là cái hàm răng của chúng ta, của một người trưởng thành đầy đủ thì có 32 cái răng. Nhưng nếu chúng ta lấy đi một cái răng, hoặc là chúng ta nhổ đi một cái răng, động từ enlever là lấy đi, động từ arrache là nhổ, nhổ một cái răng đi, thì người ta không còn 32 nữa, mà chỉ còn 31. Nghề thứ hai là le médecin, là nghề thầy thuốc nói chung. Quand on est malade, khi chúng ta bị đau ốm, on prend rendez-vous chez le médecin, thì người ta lấy hẹn nơi phòng mạch của bác sĩ. C'est une consultation ou une visite médicale. Khi chúng ta tới khám bệnh như vậy, thì chúng ta có hai chữ, hoặc là đi khám bệnh, une consultation, hoặc là une visite médicale. Visite là đi thăm khám, médicale là liên quan tới y tế, đi khám bệnh. Le médecin vous examine et il vous donne un papier avec les médicaments à acheter pour vous soigner. Thầy thuốc sẽ xem xét bạn, tức là khám bệnh cho bạn. Động từ examiner là xem xét. Rồi ông ta sẽ cho bạn một cái tờ giấy. Il vous donne un papier avec les médicaments à acheter pour vous soigner. Với những cái thuốc ở trên cái tờ giấy đó để mua, để mà tự chăm sóc mình, sơ soigner. Và cái giấy đó gọi là une ordonnance, là một cái toa thuốc. Quand on est malade et qu'on ne peut pas aller travailler. Khi người ta bị ốm và không thể đi làm được, ou qu'on ne peut pas aller à l'école, hoặc không thể đi học được, thì le médecin nous donne un certificat médical. Thì trong trường hợp đó, bác sĩ sẽ cho chúng ta một giấy chứng nhận sức khỏe pour excuser notre absence, để đưa để trình báo, để xin lỗi, để báo cho biết là chúng ta không thể đi làm hay không thể đi học. Enfin, le médecin peut vous envoyer. Và sau cùng, bác sĩ có thể gửi chúng ta đi, thứ nhất là tới một cô y tá hay là một nam y tá, chez une infirmière, hoặc là un infirmier, ou dans un laboratoire pour faire une prise de sang. Đi tới một y tá nam hay y tá nữ cũng được, hoặc là tới một cái phòng xét nghiệm, un laboratoire, để được lấy máu. Une prise de sang, sang là máu, prise là động từ, là danh từ của động từ prendre, prendre là lấy. Faire une prise de sang,
là thực hiện một sự lấy máu. Un spécialiste fait ensuite une analyse de sang. Và sau đó một chuyên gia sẽ làm phân tích máu pour voir si on a un problème de santé, để xem chúng ta có một cái vấn đề gì về sức khỏe hay không. Đó là trường hợp thứ nhất. Bác sĩ sau khi thăm khám có thể gửi chúng ta tới một cái phòng khám, một cái phòng xét nghiệm hay tới một y tá để chúng ta lấy máu và mang đi thử máu. Thứ hai, bác sĩ có thể gửi chúng ta tới một bác sĩ về tim, chez un cardiologue, và có thể dùng cho bác sĩ tim phái nữ nữa, une cardiologue. Si vous avez des problèmes de cœur, nếu các bạn có những vấn đề về tim. Bác sĩ cũng có thể gửi chúng ta tới một bác sĩ giải phẫu, chez un chirurgien, nếu là phái nữ thì chez une chirurgienne, pour une opération, để mà thực hiện một cuộc giải phẫu. Opération là sự giải phẫu, mổ xẻ. Si vous avez la jambe cassée par exemple, chẳng hạn như là các bạn bị gãy chân, phải tới bác sĩ giải phẫu để mổ, để chữa cái chân gãy. Hoặc là gửi chúng ta tới một nơi để chụp phim, chez un radiologue, hoặc là chez une radiologue. Đây là một danh từ dùng chung cho cả phái nam và phái nữ. Un radiologue hoặc là une radiologue, pour faire une radio, để chụp phim. Chụp phim tức là une photo avec des rayons X, pour voir si on a le bras cassé par exemple. Đi chụp phim tức là chụp một cái tấm hình với những cái tia X để xem chẳng hạn như là chúng ta có bị gãy tay hay không. Bác sĩ có thể gửi chúng ta tới aux urgences. Urgence là một danh từ số nhiều, tức là nơi phòng cấp cứu. Si votre problème est très grave, nếu trường hợp của chúng ta rất là nặng thì phải đi tới cái phòng cấp cứu để được cấp cứu. Và sau cùng có thể gửi chúng ta tới à la pharmacie, tới tiệm thuốc tây. Còn có thể nói là chez le pharmacien, tới ông dược sĩ hoặc là bà dược sĩ. Chez la pharmacienne, để làm gì? Pour avoir des médicaments, pour acheter des médicaments. Chúng ta có thể dùng một trong hai cái động từ này. Như vậy ở bên trên chúng ta đã coi khi chúng ta bị đau răng thì đi tới nha sĩ, chez le dentiste. Khi chúng ta bị các bệnh tổng quát thì đi tới một bác sĩ, le médecin. Và bác sĩ sau đó có thể gửi chúng ta tới một số các cái nơi khác để được thăm khám kỹ hơn. Thứ nhất là tới một cái phòng xét nghiệm hay một y tá để thử máu, chez une infirmière ou dans un laboratoire. Có thể gửi chúng ta tới một bác sĩ tim, chuyên khoa về tim mạch, chez un cardiologue. Có thể gửi chúng ta tới một bác sĩ giải phẫu, chez un chirurgien. Có thể gửi chúng ta tới một nơi, một bác sĩ chụp phim, chez un radiologue. Và có thể gửi chúng ta tới phòng cấp cứu, aux urgences. Và có thể đưa chúng ta một cái toa để chúng ta ra tiệm thuốc tây để mà mua thuốc, à la pharmacie. Và bây giờ người bệnh nhân tới tiệm thuốc tây, pharmacie, và mua thuốc, et médicament. Les médicaments là thuốc tây. Quand on est malade, on prend des médicaments pour aller mieux et pour guérir. Khi người ta bị ốm thì người ta phải uống thuốc để có thể khỏe hơn ra, khá hơn ra và có thể lành bệnh. Ở đây chúng ta để ý khi dùng thuốc, thuốc tây thì người ta dùng động từ prendre, và tiếng Việt Nam chúng ta gọi là uống thuốc, tiếng Pháp gọi là prendre des médicaments. Pour aller mieux, aller đây không phải là đi, aller mà có mang cái sức khỏe tốt hơn và có thể để chữa lành. Pour se soigner, info, soigner là mình chăm sóc cho ai. Bây giờ se soigner là chăm sóc chính bản thân mình. Khi chúng ta bị bệnh tật thì chúng ta phải tự chăm sóc bản thân mình. Pour se soigner, info, thì chúng ta phải làm những công việc sau đây. Prendre de l'aspirine, uống thuốc aspirin, vẫn dùng động từ prendre. Tức là avaler un ou deux comprimés si on a mal à la tête. Chẳng hạn như chúng ta nhức đầu thì chúng ta phải nuốt, avaler là cho vào miệng, rồi dùng nước mà nuốt cái viên thuốc xuống, một hay là viên thuốc comprimé là viên thuốc nén. Viên thuốc người ta đã nén lại để chúng ta có thể tiện dụng. Để chăm sóc sức khỏe chúng ta còn phải prendre du sirop, une cuillère si on tousse. Chẳng hạn chúng ta bị ho thì chúng ta uống thuốc nước, và uống một muỗng thuốc. Prendre des antibiotiques quand on a une bronchite, khi chúng ta bị viêm phổi thì chúng ta phải uống thuốc kháng sinh, des antibiotiques.
mettre du spray dans le nez quand on a un rhume, khi chúng ta bị cảm thì chúng ta phải xịt cái khí dung vào trong mũi để cho hết nghẹt mũi. Và sau cùng động từ mettre des gouttes dans les oreilles si on a mal, chúng ta nhỏ những giọt thuốc vào trong các cái tai nếu chúng ta bị đau. Ở đây là đau tai. Sur la boîte de médicaments ou l'ordonnance, on peut lire, ở trên cái hộp thuốc hoặc là ở trên cái toa thuốc, người ta có thể ghi, ở đây là un X sur J, une fois par jour. Như vậy đây người ta viết tắt thôi, chẳng hạn X đây là lần này, chẳng hạn là 3 lần, 2 lần, 4 lần, chẳng hạn như 3 lần là 3 fois, trên chữ J là par jour, 3 lần mỗi lần, ở đây 1 thì là une fois par jour, hoặc là 7 ngày, 7 jours, pendant 6 jours. À la pharmacie, il faut présenter sa carte vitale, l'assurance maladie, pour avoir un remboursement de 70% ou de 100% du prix des médicaments. Khi tới tiệm thuốc Tây thì chúng ta phải trình xuất cái thẻ vital. Thẻ vital chúng ta đã nói ở đầu bài là một cái thẻ bảo hiểm y tế để có thể được bồi hoàn 70% cho tới 100% cái giá thuốc. Nếu chúng ta chỉ có một cái bảo hiểm bình thường thì chúng ta phải trả 30% cái tiền mua thuốc, 70% do quỹ assurance maladie bồi hoàn lại chúng ta. Nếu chúng ta mua thêm những cái assurance mutuelle, để tức là để mua thêm theo cái ý muốn của mình, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ được bồi hoàn 100%. Pour être en forme, on doit bouger. Để khỏe mạnh, có sức khỏe, thân thể được khỏe mạnh thì chúng ta phải vận động. Bouger đây là cử động, nhưng mà ý nói chúng ta phải vận động. Ngược lại là rester immobile, cứ ngồi yên, không có cử động gì hết. Il faut marcher ou courir, chúng ta phải đi bộ hoặc là chạy thì để có sức khỏe. Pour être en forme, on doit bouger. Il faut marcher ou courir.